Đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đi qua Bình Dương dài hơn 26 km là công trình giao thông kết nối quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hiện cả 4 gói thầu xây lắp dự án này đều đang được triển khai rất tích cực. Tiến độ nhanh nhất là gói thầu xây dựng cầu Bình Gởi, bắc ngang sông Sài Gòn nối Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh đã thi công được hơn 23%. Còn gói thầu cuối cùng là xây dựng nút giao Tân Vạn giao vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và xa lộ Hà Nội đã được tỉnh Bình Dương hoàn thành lựa chọn nhà thầu xây lắp, chuẩn bị khởi công. Về nguồn vật liệu xây dựng, Bình Dương đã chủ động làm việc với thành phố Hồ Chí Minh, gặp gỡ các chủ mỏ để lên nhu cầu sử dụng và kế hoạch cung ứng vật liệu cho dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Riêng với vật liệu xây dựng là các đắp nền đường, Bình Dương có nhu cầu hơn 700.000 m khối do các sàn lấp là loại vật liệu mà bình dương không tự cung ứng được tỉnh đã có kiến nghị với các cơ quan trung ương và các tỉnh lân cận đề nghị phối hợp đảm bảo nguồn cung ứng các sàn lấp nhằm đảm bảo tiến độ công trình